Cảnh sát chặn bắt hàng chục quái xế ở Tây Ninh. Nhận tin có hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 22, đoạn qua thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, lực lượng chức năng đã vây bắt, tạm giữ 46 xe máy. Ngày mùng 6 tháng 3, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa phối hợp cơ quan chức năng thị xã Trảng Bàng bắt giữ 43 người đua xe trái phép trên quốc lộ 2, 12. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh nhận tin báo có một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 22, đoạn qua xã Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Cảnh sát cơ động công an tỉnh đã phối hợp cơ quan chức năng địa phương chặn bắt được 46 xe máy và 43 thanh thiếu niên. Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, khuya 3 trên 3. Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra bất ngờ quán karaoke Lily trên đường Nguyễn Văn Rút, thành phố Tây Ninh. Cơ quan chức năng phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.